Xin chào tất cả các bạn, hôm nay đi đến Khôi Thế Cà Phê. Tôi luôn giới thiệu về Hồng Kông Việt Nam, nhưng mà hôm nay không phải Việt Nam. Hôm nay chắc là Hồng Kông Đài Loan. Cà phê này được hâm mộ đến người trẻ theo hư đi 200 bạc. Cà phê đen rồi. Ui, đưa tôi. Cái này là trà sữa chăm chào Quảng Kim Golden Bubble Milk Tea. Rất ngon. Mọi người phải chọn mức đường tôi là 25%. Tapioca rất khô, rất nhiều trong cà phê và rõ hơn. Tôi thám tài bốc thám tả yêu ai. Hồi Thái lần đầu tiên màu não ô Nhật Bản luôn luôn màu trắng và màu đen, nên lần đầu tiên xem màu não ngạc nhiên. Hehehehe. 100% là người sao theo tha dư. Tham sao tham tham tám tám tám. Vì bây giờ tôi khó khăn đáng ít nên tám, mà nếu cô khám thẳng rất nhiều thì chắc là cho nên ngôi sao. Nếu các bạn cô khám thẳng rất nhiều thì phải đi đến cà phê này, chắc là chỗ này Hàn Quốc. Bây giờ tôi cũng Hàn Quốc.